Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Vào Bếp của tụi mình nha các bạn. Thì sáng nay anh em tụi mình sẽ làm món cút roti. Thì mấy con cút này mua về làm sạch hết rồi nè các bạn. Tiếp mua mấy con rồi tiếp? 5 con hả? 5 con, 5 người hả? Nghe không có tiền mà. Cút này là bán ký chứ đâu có bán con người ta. Con. Nhiều con? Con ký. Ký hay con tính. Chẳng biết nữa. Cút sống là bán con 12 ngàn con, còn biết cái này sẽ mua nhiêu con biết. Cho bán rẻ không 12 ngàn con đi có thể. Để cút này nhỏ mà. Cút này nó không ngon bằng cái cút đồng đâu, cái cút rừng á. Cút rừng nó nhỏ hơn. Ừ, ngon. Nghe gì rừng thấy nó ngon hơn rồi đó. Xong rồi hả? Cái cà xanh xanh là nước dừa các bạn, mình vừa chuẩn bị xong. Nó phải nấu với cái bí quyết thì nó kìa, thôi lấy hơi rã ra, nó khó ráo rồi. Nó phải nấu mà làm gà dịch nó dễ bị rã lắm. Vậy tiếp là cứ làm cút riêng nước dừa thôi. Chứ cho hạt niêm trước hả? 2 muỗng hạt niêm. Đường. Cái này mình sẽ nêm nếm lại cho nó phù hợp với khẩu vị của từng người nha các bạn. Hạt nêm đường là cái đến là nước mắm nè. Chạm mấy nước tương có mọi người. Mình chưa hết nước tương rồi. Này nếu mình có nước tương mình sẽ cho vào để cho nó có lên màu đẹp nha các bạn. Mới phát hiện là nhà hết nước tương luôn tức thì. Được sao? Mình có nước dừa mà. Nước dừa không được. Cái nước dừa đó không tự lên mà. Ừ. Miếng ngũ vị hương. Ngũ vị hương nữa cho nó thơm. Tỏi ớt. Rồi bây giờ lột tỏi ớt không? Món này sao làm ít hành tí. Trong lạnh món này nó ui tí tỏi hơn ha. Bình thường mình khoái, thấy tiết khoái hành lắm mà. Có đâu mấy món luộc hay gì đó em mới cài hành nhiều thôi. Rồi mấy món chèn như cam hay khờ gì đó cũng chịu khỏi hơn. Ờ mà thôi tỏi để vỏ cho đẹp. Có hành hay mà. Ớt nữa hả? Hai trái rồi hả? Ba trái. Vậy là mình đã chuẩn bị xong rồi. Cái gì? Ủa bình thường mình thấy tiết làm bao tử hay lử là tiết. Tiết làm mấy cái gia vị trong chảo trước tiết mới cho vô, còn này cút cho vô trước luôn hả? Đâu có đâu, từ cút em ra mà. Còn cái này phải đâu. Chị hãy hỏi cái bất tận của anh luôn. Bữa rồi mình thấy tiết làm cái gì tự cái hòa quyện hết tất cả gia vị trong nấu lên mới cho tụi nó vô. Tại cốt hay là thì kiểu như phải nấu nó dễ bị gã đó. Bây giờ mình ra cái xăng này mình cho nước dừa vô nữa là xong ha. Nó nhìn đẹp chưa? Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Cái này em muốn nó xăng lại, cái lát hay làm nó gần chín rồi chế miếng dầu vô. Dầu gì nữa? Dầu ăn á. Cối miếng dầu vô. Cái nó xong rồi nó không chả ra. Thì hồi mình làm vậy đi. Ừ. Cái mà nó nhìn nó đẹp hơn đó. Ừ. Rồi bây giờ để cho nó hấp gia vị khoảng 15 phút đi ha. Rồi nãy giờ được 15 phút rồi nè các bạn. Bọn mình sẽ đem mấy con cút đi ram nha. Mình ram 20 phút đi ha. Cho nó thấm hết rồi, cho nó ngon. Thêm lửa nhỏ nhỏ. Xăng lại rồi hẳn cho nước dừa vô, còn miếng nước dừa kìa. Khi cho nước dừa thì khỏi đen lắm. Còn nếu không có nước dừa thì đen lắm. Ngon à,
đẹp rồi chứ. Trời nó tan đều hết luôn, bắt đầu chín nước dồi vô. Cái này gà mình cũng làm kiểu kiểu vậy ha. Gà vịt, vịt thì nó hơi hơi long chút, phải làm chút khác. Nhưng mà vịt thì làm thành dễ kiểu này được. Nhưng mà gà nếu hay muốn có nước vô, anh đi mua gà ta kìa. Chứ vậy giống gà ta hoài hay gà công nghiệp hay là nước vô nó đã bấy bá ra luôn. Nước gà dai dai, dai dai cứng cứng nữa là nước vô được. Nước gà công nghiệp thì khó, hơi khó làm. Tam hoài thì nó đỡ hơn chứ. Rồi mình cốt bắt đầu nha, thơm thơm mình. Chưa ra. Chơi hết gì đó không? Rồi bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục ra cái chỗ này trong khoảng tầm 20 phút nha các bạn, cho nó cạn nước dừa đi, rồi sau đó mình sẽ mang ra để mình review cho các bạn xem nha. Trời ơi, nó sôi, còn có review lại nhưng không còn đẹp nhất. Nước dừa hơi nhiều quá ha. Cái này mình không có sử dụng nước tương, hy vọng là cái màu nước dừa nó sẽ bù đủ để nó lên cái màu đẹp lắm. Thì nãy giờ được 20 phút rồi các bạn, thì bây giờ là chế dầu ăn vô để cho nó săn con cút lại luôn. Rồi mình sẽ dặn lửa to lên để cho nó khô lại luôn rồi đấy. Còn khá nước á và nó đẹp mắt lắm rồi. Cút này ăn với muối tiêu chanh ha. Ở đâu? Mình đi vừa ăn rồi mà, nhưng cũng phải chấm chút ạ. Chấm với cái chanh đó thôi. Giờ mình sẽ làm cho nó khô luôn nha các bạn. Rồi. Giờ là xong rồi ha, đem cái dĩa ra mình ăn đi được rồi. Chờ cho nó khô luôn chút, vừa ăn chưa? Nó ngọt là do có nước dừa á. Thôi vậy là được rồi. Mà chờ cho nó khô lại chút nào để mình chờ cho nó khô sẽ lên màu chút đi ha. Rồi đó, nó đã lên màu rồi mà. Ngon làm chưa? Bây giờ lấy xuống ăn cơm thôi. Nhấp vào cơm dễ. Ngọt mà đẹp quá ha. Đó rồi đó các bạn, bọn mình vừa hoàn thành cái món cút ram với nước dừa tươi. Thì cái món này để ăn cơm rất là ngon nè các bạn. Cái món cút này sau khi mình ram cái này mình ăn cơm thì nếu các bạn thích thì các bạn có thể chấm thêm một chút với muối tiêu chanh nha các bạn. Nhưng mà mình thấy như vậy nó đã rất là vừa ăn rồi đây nè. Cái nước nó bây giờ để mình thử một miếng thôi nha. Mình sẽ thử một miếng coi nó có ngon hay không. Rồi gắp thử miếng này dễ ta. Wow, vẫn còn rất là nóng. Nó khó luôn nè. Rồi chờ nó nguội nguội tí mình ăn thử ngon. Rồi ăn thử cái đùi coi. Làm gì à, cái cút mình làm gì ăn rất là ngon các bạn, nó rất là vừa ăn nè, có nước dừa nữa cho nên nó có cái vị ngọt rất là hấp dẫn luôn, ngon quá. À, nếu các bạn có thời gian thì các bạn hãy thử cái món cút ram nước dừa tươi này nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của tụi mình nha các bạn. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy giúp tụi mình share video này để cho mọi người cùng xem luôn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của tụi mình.